Chúng tôi là Xưởng Cà Phê, là một doanh nghiệp nhỏ kinh doanh trong lĩnh vực đồ uống. Cũng như đa số các doanh nghiệp hay cửa hàng khác trong ngành hàng này, chúng tôi bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid. Đầu tháng 7, Đồng Nai chính thức áp dụng chỉ thị 16. Đây cũng là lúc chúng tôi phải đóng cửa toàn bộ các cửa hàng chi nhánh của mình. Đóng cửa đồng nghĩa chúng tôi không có khách hàng, không có doanh thu. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải trang trải rất nhiều loại chi phí như tiền điện, tiền nước, tiền hỗ trợ các bạn quản lý, đặc biệt là tiền mặt bằng. Thật sự rất là khó khăn. Đến tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có văn bản quy định các mặt hàng thiết yếu được mua bán, kinh doanh. Thì phải nói là rất là may mắn khi đó cà phê có trong danh mục mặt hàng thiết yếu. Lúc đó rất là mừng, vì nếu kéo dài lâu quá thì rất khó để có thể trụ lại. Dù vậy thì khó khăn vẫn chưa hết, vì việc phục vụ đồ uống tại quán á, như trước đây chắc chắn là không được phép rồi, kể cả việc bán mang đi cũng không được. Sau khi suy nghĩ và bàn bạc rất là nhiều, chúng tôi quyết định chuyển sang bán cà phê tươi rang xay. Chúng tôi đã phải tận dụng mọi kênh để có thể bán hàng được. Ví dụ như từ website của Xưởng Cà Phê, bán hàng qua hotline của Xưởng, và đặc biệt là sử dụng mạng xã hội như Facebook và Zalo. Bằng những cách này, chúng tôi đã có doanh thu. Dĩ nhiên doanh thu không thể nào được như ở trước dịch, nhưng cũng đủ để trang trải một phần nào đó chi phí hàng tháng. Qua đại dịch này, chúng tôi nhận ra là chúng tôi không thể nào đứng nhìn được, mà phải luôn linh hoạt, sáng tạo để thích ứng cho mọi hoàn cảnh. Từ ngày 8 tháng 10 vừa rồi thì Đồng Nai đã nới lỏng giãn cách, cho phép nhiều hoạt động mở lại, trong đó có cà phê mang đi. Ngay khi có thông tin thì chúng tôi đã tái khởi động lại hoạt động của các chi nhánh. Cũng như tất cả mọi người, chúng tôi mong đại dịch sớm được khống chế để mọi hoạt động xã hội được trở lại bình thường, trong đó có ngành đồ uống. Thì chỉ có như vậy, chúng tôi cũng như các doanh nghiệp khác mới có thể được phục hồi. Dạ alo, Xưởng Cà Phê chi nhánh Premium xin nghe ạ.